các phim đánh tim lầy lội nhất vũ trụ. Những phim này khiến người xem vừa đã mắt vừa mỏi quai hàm vì độ lầy không biên giới. Các phim theo đội luôn có cái khó là làm sao để các thành viên đều có được bản sắc riêng và đất diễn vừa đủ, trong khi lại phải làm nổi bật lên vị trí của người thủ lĩnh. So với phim anh hùng đơn độc thì các tác phẩm hành động theo kiểu đánh hội đồng thường hứa hẹn có quy mô lớn hơn. Các fangirl tha hồ đẩy thuyền, còn fanboy vui vẻ vì sắp được thấy những chiêu trò mà chỉ có ở phim hành động theo đội ngũ mới sở hữu. Dưới đây là những đội hình lầy lội nhất vũ trụ trong mảng phim hành động. Guardians of the Galaxy gồm toàn những thành phần bất hảo. Những thành viên của vệ binh dãy ngân hà cũng bát nháo không kém gì phía kẻ xấu, nhưng đó chính là thứ hấp dẫn khán giả khi người ta đã chán với mẫu anh hùng công lý thẳng tuột trên màn ảnh. Gồm một cái cây, một con chồn, một anh da trắng, một chị da xanh, một anh da màu râu dền. Guardians of the Galaxy sẽ chu du vào thế giới vũ trụ rộng lớn với chủ thể loại sinh vật mà trí tưởng tượng con người có thể vẽ ra. Teenage Mutant Ninja Turtles. Đây là ví dụ cho thấy một ý tưởng ngu ngốc đến cỡ nào, một nhóm rùa tuổi ô mai bị đột biến. Nếu biết dùng tốt CGI thì vẫn cứ ăn tiền như thường. Các nhân vật trong Teenage Mutant Ninja Turtles hiện lên tương đối đặc sắc, từ nhân vật anh cả cho tới em út. Fast and Furious. Còn đây là ví dụ cho thấy, dù vô lý đến đâu, nhưng nếu biết chấp nhận thì bạn sẽ vẫn phải phá đảo các phòng vé thôi. Đội quái xế của Dominic Toretto được coi như một trong những nhóm hành động bạc tiền nhất, phá hoại nhất, sóng dài nhất và ít tóc nhất. Để có được sự dẻo dai đua đến tận phần 8, loại Fast and Furious đã đánh vào đúng khẩu vị ưa tốc độ cháy nổ của khán giả đại chúng. The Expendables. Đội hình cơ bắp toàn đến tuổi các chú các ông trong The Expendables khiến các thiếu nữ phải phát sốt rét vì quá ngầu. Trong khi đó, những khán giả kỳ cựu có dịp mãn nhãn khi chứng kiến các ngôi sao hành động của tuổi thơ tề tụ trong cùng một bộ phim. The Avengers. Bá đạo nhất nhì vũ trụ là biệt đội Avengers với các sứ mệnh tiêu diệt người ngoài hành tinh, tiêu diệt robot, đập tơi tả thần linh, đánh lại nhau. Thế mà ngày trước đó, người còn bảo không làm được phim đâu. The Team. Đứng đầu về độ lầy lội, có lẽ không thể quên nhóm vũ trang bao gồm Liam Neeson, Bradley Cooper, Chateau Copley và Winston Churchill. Mỗi người một tính xấu cũng như tốt, cùng nhau họ đã tạo nên những màn chiến đấu cười rất quai hàm và cũng vô lý như mọi phim hành động hiện nay vậy. Ghostbusters. Biệt đội săn ma cho dù là sản phẩm phim gốc năm 1984 hay phiên bản nữ năm 2016 thì cũng chọc cười khán giả ở một vấn đề mà đáng lẽ người ta không nên cười mới phải. Ma quỷ, cách dựng phim quái chiêu cộng với nội dung khó đỡ đã tạo nên sức hấp dẫn cho Ghostbusters, khiến bộ phim trở thành thương hiệu cho đến tận bây giờ. Suicide Squad. Chuyện gì sẽ xảy ra khi thuê một nhóm đầu trộm đuôi cướp để thay trời hành đạo? Suicide Squad sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Dữ dội, vui nhộn kiểu rất DC, với điểm nhấn là Harley Quinn và Joker, Suicide Squad đã tạo nên mọi bản hợp xướng lộn xộn của nhóm tội phạm bất đắc dĩ trở thành anh hùng.